Tết Trung Thu em đúc đèn đi chơi. Đây là bánh Trung Thu. Bánh Trung Thu. Quay tặng em luôn nha. Bánh Trung Thu đây bà con. Quay bánh tặng em đây. Dạ. Bây giờ cô có muốn quay hay không? Ta kêu cô nói thì cô không nói. Người ta quay đó, cô kêu quay bản tiệm của cô. Người gì kỳ cục. Bây giờ bánh Trung Thu này cả nhiêu nè? 50. Còn hộp này? 280. Còn hộp này? Này 4 bánh phải không? 4 bánh. Bao nhiêu tiền? 220. Rồi đến đèn Trung Thu. Bánh đình ngon, đây là lò bánh tuyết mai nha bà con. Đèn Trung Thu nè, mình có đèn Trung Thu là đèn chỉ bằng pin đúng không? Rồi đem giá giá cả sao đấy? Cái con mèo này nhiêu tiền? Con mèo đó pin luôn là 90. Pin luôn là 90. Rồi cái lồng đèn kia? Chục đúng không? Thì vậy hả? Cái lúc lắc này là nhiêu đây? Cái con gì? 120. Còn bên này là gì? Chó hơn heo hả? Đây. Xuất sắc. Nhưng mà cái này bao nhiêu tiền? Cái này bao nhiêu tiền? 100.000. Còn cái này? Cũng vậy luôn hả? 90. Còn con Doraemon? Doraemon 120. Wow. Bánh Trung Thu đây bà con ơi, ăn Trung Thu thôi. Nhưng mà vấn đề đặt ra là tiền đâu mà. Bánh Đinh được không? Bánh Đinh bán chục nhiêu? Cái 70 trên 10 ngàn. Đâu cái nào 70 đâu? Đây 1 ký 70 ngàn. Chương trình quảng cáo dành cho cha mẹ tứ, dành cho bà con trung tâm thương mại thị trấn thứ 11 bán bánh Đinh, bánh dừa nhiêu tiền? 70. Ký 35. Rồi cảm ơn em. Rồi người đẹp hôm nay, người đẹp bán được không? Bán được 2-3 người. Bán được 2-3 người ngồi cả ngày phải không? Ngồi cả ngày, bán được 2-3 người. Thôi cố gắng nha. Lội cái, lội cái dựa, dựa xong coi. Biết bơi không đó? Rồi. Rửa chén con quay luôn hả? Thank you.
hái được khoai luôn. Khoai lang hái ra. Khoai lang trời ơi, quay là lên là đắt luôn đó. Khoai lang ký nhiêu bán không cho? Chính xác, bán mắc rồi đó. Không có bán rẻ nữa, giờ hết tiền rồi bán mắc rồi đó. Chỗ này là ta làm gì chú hả? Chắc là cho thuê bán quá luôn.
Chú tên gì, ở đâu ạ? Trên Lạng. Trên Lạng hả? Còn nhà chú ở đâu? Nhà máy. Nhà máy hả? Rồi hôm nay là được tặng cái gì đấy? Lọt này với cái này với tiền. Tiền hả? Rồi cảm xúc làm sao? Thấy vui không? Dạ, rồi bây giờ chú có muốn cảm ơn đến mọi người không? Dạ. Chú có gửi lời cảm ơn đến mọi người không? Mấy chú ơi. Dạ cảm ơn nhà nước đúng không? Dạ. Rồi cảm ơn các mạnh thường quân đã hỗ trợ đúng không? Dạ. Rồi cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Cố gắng nha. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Chưa có hả? Chuẩn bị làm phải không?